nội dung liên quan tới truyền thông, thì hôm nay tổ chức cái buổi mà là cách thiết kế sử dụng và bao bao cho cái bài trình bày của tổ chức, thì hôm nay người trình bày là anh Tiến ở bên đội ngũ điện tơ thì sẽ hỗ trợ cho các anh chị. Nếu như các anh chị tham gia online mà cảm thấy khó khăn hay là có yêu cầu gì thì các anh chị nhớ chat hoặc là gửi cái SMS cho Linh, thì sẽ có cái bộ phận hỗ trợ kỹ thuật sẽ hỗ trợ cho các anh chị nhé. Xin chào các anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình giới thiệu với mọi người về những một số cái công cụ, một số cái nguyên tắc trong cái vấn đề mà mình chuẩn bị một cái PowerPoint. Thì PowerPoint đối với những cái tổ chức phi lợi nhuận thì nó là một cái công cụ rất là thường xuyên và mình dùng rất là mình có rất là nhiều cái tiêu chí như là nhiều cái hoạt động liên quan tới cái PowerPoint. Nhưng mà cái vấn đề là PowerPoint thì nó sẽ bao gồm một số cái mục quan trọng. Thứ nhất đó là cái nội dung của PowerPoint. Thì nội dung của mỗi tổ chức mình đều có những cái nội dung rất là hay rồi. Mình về cái cách viết lắp thì mọi tổ chức đều có đầu tư hết. Và hôm nay là mình cũng có bàn sâu về cái vấn đề nội dung của PowerPoint. Vấn đề thứ hai là về thiết kế. Làm thế nào để ta thiết kế được một cái PowerPoint mà nó đẹp, nó dễ nhìn cũng như là nó để lại cái ấn tượng cho cái người xem của mình. Thì đó là một cái vấn đề mà mình sẽ bàn rất là kỹ vào ngày hôm nay. Và cái vấn đề thứ ba là làm sao mà mình lan tỏa được cái PowerPoint đó đến với cộng đồng. Bởi vì mỗi tổ chức của chúng ta đều có một cái lực lượng cộng đồng rất là hùng hậu, nhưng mà làm sao mà cho tất cả mọi người lấy nhất là 80-90% đều thấy được cái PowerPoint của mình và từ đó có được cái ấn tượng cũng như là cao nhất là họ bắt đầu hành động. Thì đó cũng là một cái vấn đề mà mình sẽ chia sẻ trong ngày hôm nay. Thì chương trình này nằm trong cái chuỗi mà Linh hợp tác với lại Texas Asia cũng như là Vietnam ICT và Vietter để mà tổ chức. Thì tiếp theo cái buổi hôm trước thì hôm nay mình bàn sẽ kể chúng ta cái vấn đề PowerPoint và cái cách thiết kế như thế nào. Thì mọi người cũng biết là trung bình cứ mỗi giây ha, thế giới có 350 bài PowerPoint được trình bày. Nhưng mà theo thống kê của SlideShare là tổ chức chuyên về một cái mạng xã hội về học PowerPoint, về chia sẻ PowerPoint thì giờ thì thuộc LinkedIn á, thì cái tổ chức này họ thống kê được đó là có 99% những cái PowerPoint thì gặp lỗi về thiết kế. Em chỉ cần nhắm face down. Một số lỗi thiết kế cơ bản thì mình sẽ đi qua lần lần rồi. Thứ nhất là quá nhiều thông tin. SEO nào mình cũng có rất là nhiều thông tin cần chia sẻ, nhưng mà nếu mà mình nhét hết tất cả lên một cái PowerPoint thì nó rất là khó khăn để cho người ta có thể nhìn ra được là cái ý chính của các PowerPoint là gì. Bởi vì PowerPoint nó không phải là một cái brochure, nó phải là một cái bài báo và nó chỉ là một cái trường dẫn cho cái bài giảng dạy của chúng ta thôi. Thành ra chúng ta chỉ cần những cái dòng từ rất nhỏ và những cái key points nó rất là chi tiết, dùng những từ ngữ làm sao mà cho cái người xem họ có thể có ấn tượng ngay được. Lỗi thứ hai ấy, là mình không có đủ cái hình ảnh sinh động. Mọi người cũng biết là bản thân chúng ta ở đây thì mình sẽ không có thích đọc được chữ quá nhiều, mình thích nhìn hình ảnh nhiều hơn, nhiều càng ít càng tốt. Nếu mà mình làm thì mình đọc báo thì mình không có tới nghe một cái PowerPoint để mà mình đọc chữ. Thì làm cách nào để mà tìm được những cái hình ảnh sinh động và đặc biệt là chất lượng? Tại vì bây giờ Google thì nó cho rất là nhiều cái lựa chọn về hình ảnh, nhưng mà chưa chắc là hình ảnh nào cũng xài được hết. Thì hiện tại mình có một số trang mà mình hay sử dụng thì giới thiệu cho mọi người có thể tham khảo. Và sau cái buổi hôm nay thì mình cũng sẽ có một cái group trên Facebook ấy. Thì mọi người nếu mà trong cái quá trình sử dụng những cái trang này mà thấy có vấn đề gì thì xin cứ liên hệ thì sẽ giải đáp hết. Và mình đi một số trang, ví dụ như Flick thì là trang rất là nổi tiếng xưa giờ rồi về hình ảnh, thì nó có hình ảnh tốn tiền, hình ảnh free, thì nhưng tốn tiền thì nó sẽ có cái giá của nó, đa phần là chất lượng nó cao.
nhưng mà Flickr cũng là một cái kênh mình tìm hình được rất là tốt. Pinterest thì Pinterest cũng là một cái kênh mạng xã hội mà mình có thể kiếm được nhiều hình trên đó, và hình của Pinterest thì đa phần là chất lượng cao, phong cảnh tốt. Google thì ai cũng biết là Google là dễ kiếm, nhưng mà cái vấn đề là khi mình sử dụng Google á thì em cho anh qua cái browser mình bật cái Google hình ảnh lên đây. Ai cũng biết là cách kiếm hình ảnh trên Google như thế nào rồi, nhưng mà vấn đề là mình sẽ sử dụng nó sao cho hiệu quả. Bây giờ mình kiếm được một cái hình ảnh link center rồi, mình nhấn vào cái phần images ha, images thì mình sẽ thấy đây rất là nhiều hình ảnh rồi đi, nhưng mà không phải hình ảnh nào sao cũng được hết. Rồi thì kéo lên trên mình nhìn vào cái chỗ có video setting đó. Đúng rồi. Thì mình nhấn vào cái search tool thì mình sẽ thấy được mình kiếm được cái kích cỡ hình ảnh như thế nào, màu sắc hình ảnh ra sao, cái loại file là loại gì và hình dạng nào. Đó thì giờ mình chỉ cần những cái tính năng này thôi là mình đủ để mà mình sử dụng được cái Google search image search cho nó hiệu quả. Rồi mình trở lại cái PowerPoint. Rồi một cái nữa là cái compact. Compact thì là một cái trang về hình ảnh, nhưng mà nó đa phần là nó bắt mình phải trả phí. Nhưng mà thực ra mình trả phí rồi, cái giá nó cũng rất là xứng đáng, tại vì cái kho hình ảnh của compact thì nó phát triển liên tục và nó rất là nhiều hình ảnh đẹp, nó thể hiện được chữ lên trên. Rồi cái cuối cùng là cái quan trọng nhất, flat icon. Nó nghĩa là cái flat icon, những cái logo, những cái biểu tượng mà nó gọi là phẳng á, để mình có thể linh hoạt được cho cái bản học hành của mình video chất kia thì mọi người lưu ý có ba cái tiêu chí về thiết kế và bao mai sẽ quan trọng để mình làm cho bản học hành của mình nó hấp dẫn. Thứ nhất á là icon, nếu mà mình dùng càng nhiều biểu tượng thì càng tốt. Ví dụ như mình nói tới một cái nhà máy, mình có biểu tượng nhà máy thì người xem họ sẽ dễ họ nhớ hơn. Yếu tố thứ hai là bản đồ. Nếu mà được thì mình nên có một cái bản đồ, nếu mà mình nói tới những cái vùng miền mình chỉ trên bản đồ thì mình sẽ dễ lưu ý hơn. Và cái thứ ba là những cái biểu đồ, nếu mà có biểu đồ thì khi mình trên bài thảo khoa sẽ rất dễ hình dung. Nói chung mình hướng tới một cái tiêu chí của thảo khoa đó là phải sinh động, dễ nhớ. Đối với các thi công thì mọi người có thể sở được những cái icon rất là đẹp như thế này, là free, cái này không tốn tiền hay miễn phí, thì để mọi người có thể minh họa cho cái bài thảo khoa của mình. Chủ yếu là mình search bằng tiếng Anh thôi, mà bảo muốn những cái từ công dụng nó không có vấn đề gì hết. Và cái này free hết thì mọi người có thể sử dụng. Rồi trở lại, đây là cái phần thứ hai, phần mình bằng cái lỗi thiết kế về con đủ hình ảnh sinh động, thì mình nói sơ qua cái cách làm sao cho đủ hình ảnh sinh động là như vậy. Cái lỗi tiếp theo là dùng những cái form chữ nó hơi bình thường quá, khiến cho thứ nhất đó là người xem họ cảm thấy là hơi chán. Một số cái bài trình bày của mình thì nó dựa trên cái quan điểm cá nhân cũng như là nghiên cứu của những cái chuyên gia và PowerPoint của chủ yếu là phương Tây, thành ra là họ dùng những cái font chữ nó đặc biệt hơn những cái font mình hay dùng. Mình dùng thì mình hay dùng là High New Roman, đúng không, thì nó rất là bình thường, hay là Tahoma, Arial. Thì những cái font này nó hiện diện trong cái việc viết Word nhiều hơn. Để trên PowerPoint, thì sẽ cần những cái font mà nó ấn tượng. Thì muốn tìm những cái font ấn tượng thì mọi người có thể lên Google thôi, mình search là beautiful fonts, và cái phần những cái fonts thì nó là miễn phí hết. Và mọi người có thể xem thử là những cái fonts đó mình xem trước thì nó sẽ hiện ra những cái từ mà mình xem trước. Rồi nhưng mà lưu ý một điều, những cái font mà trên Google nó có thể là đẹp đi thì nó lại có thể gặp một cái vấn đề là viết sang tiếng Việt nó bị lỗi đó, thì mình sẽ phải chọn những cái font nào mà nó hỗ trợ tiếng Việt, thì cái vấn đề nó sẽ khó khăn hơn một chút, nhưng mà không sao hết, quan trọng là mình thấy được cái font tốt thì mình sẽ sử dụng thôi. Rồi phần tiếp theo là cái bố cục của mình nó có thể bị rối, thì bố cục như thế nào gọi là rõ ràng, thì mình có thể theo những cái bố cục nó rất là cơ bản. Ví dụ như là cái điểm chính của mình viết lên tay trái, mình chia ra cái khung hình ra thành ba phần,
thì cái nguyên tắc thiết kế cơ bản về mỹ thuật thì nó sẽ có ba tầng, chỉ 1, 2, 3. Thì cái ánh mắt con người nhìn á, nó thường chuyển dịch từ trái sang phải, thì họ sẽ nhìn thấy cái điểm chính trước, rồi sau đó họ sẽ cái hình ảnh bên ngoài của điểm chính đó. Thì cái bài học mình là sẽ dễ dàng để mà nó được lưu ý hơn. Và trong một slide cố gắng chỉ dùng một điểm chính thôi, mình đừng làm quá nhiều thì người xem họ sẽ bị rối. Và cái thiết kế của mình nó cũng không có được hiện tượng nữa. Rồi cái phần tiếp theo, vậy thì mình phải lưu ý cái gì? Đó là những cái lỗi cơ bản mà ai cũng có thể mắc phải. Thì bây giờ mình sẽ lưu ý gì? Thứ nhất là thống nhất về cái phong cách thiết kế. Khi mình dùng để dùng một cái hình minh họa hay là một cái framework, một cái mẫu khung nó chuẩn ấy, thì mình sẽ theo cái phong cách đó tới cùng. Ví dụ như mình thấy ở đây thì họ sẽ dùng những cái hình đăng đen một con người. Nó có thể thay đổi là người đàn ông, đàn bà này nọ, nhưng mà về phong cách thì nó là đàn đen hết cái này như vậy. Thì đó là cái phong cách về những cái hình minh họa người có thể tham khảo. Thì thống nhất về phong cách thiết kế nó không phải là một cái vấn đề quá quan trọng, nhưng mà nếu mà mình làm được thì nó sẽ giúp cho cái bài thảo luận của mình nó rất là hấp dẫn và nó đúng một số điểm tốt về kỹ thuật. Rồi tiếp theo là mình theo sát cái hệ màu chuẩn. Cái vấn đề phối màu là vấn đề mà không phải ai mà bình thường mình cũng có thể làm được, nếu mình không có đào tạo về mỹ thuật. Thì hiện tại có một số trang web ví dụ như là Color Lovers thì họ đưa ra một cái hệ màu chuẩn. Khi bạn phối với một cái màu nào thì bạn sẽ dùng những cái màu đó nằm trong cái hệ màu đó. Chẳng hạn như là nếu mà bạn dùng mà họ được biết một số cái logo chẳng hạn như V-Line ngày xưa thì đen với vàng, thì thực ra nó cũng nằm trong cái hệ màu chuẩn của đen đấy, nhưng mà sau đó tiếp nối thì nó sẽ như thế nào thì mọi người có thể xem trên cái trang Color Lovers thì nó sẽ cho mình thấy được là cái hệ màu như thế nào. Mình bắt đầu từ cái màu gì thì bây giờ mình bắt đầu từ màu gì, đa phần mình bắt đầu từ màu logo của tổ chức mình. Vậy thì cái màu logo đó mình xem cái màu đó xuất hiện ở đâu trên cái Color Lovers, và mình xem được cái dòng màu tiếp theo, cái màu tiếp theo nên phối gần với cái màu đó là như thế nào, để mà mình có thể ra được một cái hệ màu quai nó chuẩn để mà các bạn mình dùng theo luôn. Cũng như nó sẽ tiện dụng cho việc mình thiết kế áo đồng phục nhà hàng. Đó, áo đồng phục thì nó cũng phải tôn lên được cái logo lên và nó cũng phải làm cho mọi thứ nó đại hoàn. Thì cái đó nếu mà mình không có chuyên môn về mỹ thuật thì mình cứ dùng những cái trang web như thế này. Color Lovers. Rồi phần tiếp theo ấy, cái nguyên tắc và thiết kế cơ bản thì mình sẽ cần lưu ý 4 điểm. Thứ nhất ấy, là mọi thứ nó sẽ phải cân đối. Phải cân đối. Thường là họ lát nữa mình sẽ đi sâu về cái vấn đề là cân đối như thế nào. Nhưng mà những cái nguyên tắc cân đối cơ bản ấy, thì tuy nhiên mình có một cái cột ở giữa thì mình đánh phải nó sẽ phải cân đối với nhau. Rồi nếu mà mình có một cái hình lên góc trên thì mình góc bên dưới chẳng hạn vậy, nhưng mà không cần phải quá kỹ quá sát về cái nguyên tắc này, mình chỉ cần làm sao cho cái của mình không có bị quá lệch thì đó là cân đối thôi. Rồi về cái điểm nhấn, làm thế nào để mà mình có một cái điểm nhấn, ví dụ như là nguyên một cái tấm PowerPoint mình trình bày đi thì nó sẽ có một số điểm nhấn và đa phần nó là hình ảnh, đa phần nó là điểm nhấn và nó làm ở hình ảnh đẹp, hình ảnh hấp dẫn, hình ảnh làm cho người ta cảm thấy thoải mái, thì đó là cái điểm nhấn. Thứ ba là nhắc quán, là nguyên tắc lúc nãy mình nói cái phong cách thiết kế là mình không biết. Mình không có bị giỏi bắt đầu mình dùng màu vàng và cuối cùng mình dùng cuối tới màu đen cái hạn ngày, tại vì những cái màu của bạn nó sẽ rất là tương phản với nhau, thì mình cố gắng mình không biết về cái thiết kế. Rồi thứ tư là mình luyện viện làm cách nào để mà mình design ra những cái PowerPoint mà mình lại dùng lại được phần thứ hai, mình lại sử dụng lại được nữa, thì làm sao mình tuân thủ được những cái về cái thiết kế. Ví dụ như mình có thể là mình bỏ cái phần này qua khi mình bỏ cái hình này qua bên trái, bỏ hình này qua bên phải mà cái màu nó vẫn không hiệu quả được. Cũng như là mình có thể sử dụng được những cái đường cong để mà mình dạng dắt, để mà làm cho cái màu hoặc nó sinh động hơn, nó chuyển động hơn. Và tiếp theo về cái cân đối thì đối với mỹ thuật nó có cái luật và lượng thứ ba. Thì một cái tấm hình gọi là cân đối khi mà nó phân tách ra đều đặn được làm ba phần
thì liên với cái tấm hình này là một cái tấm hình mà gọi là chuẩn chuẩn á, nếu như mà cái mặt của bạn này mà nó ra xa một chút nữa thì coi như là nó sẽ tác động vô cái ánh nhìn của mình sẽ cảm thấy hơi tâm lý, mình thấy là nó có một cái điều gì đó hộ mặc dù là màu đỏ. Thành ra những cái này là những cái nhà nghiên cứu về mỹ thuật thì họ đã nghiên cứu hết rồi, thì ta cho phải là với một cái tấm hình như vậy mà mình chia ra được chỗ có mặt là nó một đường dưới cái chóp mũi nó một đường nữa, thì nó sẽ làm cho cái tấm hình nó là trong đó. Và tiếp theo đối với PowerPoint, cái này là đối với Nhật Bản, đối với PowerPoint thì mình làm như thế nào? Đa phần mình chia cái PowerPoint cho mình theo cái đường dọc ba đường chẳng hạn, và sau đó thì mình sẽ để một cái hình ảnh ở một cái góc nào đó, mình không để ngay chính giữa, mình sẽ để ở một góc nào đó. Thí dụ như hình đầu tiên cà phê này nè, thì mình cái main point của mình là cái điểm chính của mình, mình có thể để về phía bên trái một chút, còn ngay cái cà phê là nó sẽ là cái điểm nhấn. Thì mình sẽ chia ra làm ba và mình sử dụng một trong số hai cái đường chia ba hai đường cạnh là điểm chính, thì mình có thể sử dụng cái lý luận này để làm cho mọi thứ nó tương đối đúng là nó thôi. Cái này thì chỉ là một cái phần rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó đủ để mình sử dụng đối với những cái tổ chức video. Rồi tiếp theo, một số cái lưu ý về lựa chọn hình ảnh. Thì đối với hình ảnh mọi người thấy trên mạng xã hội hiện giờ thì họ rất là chuộng cái vấn đề là một cái hình rồi được nhẹ một cái chữ bên trên. Và thực ra thì cái tỷ lệ mà cái người xem những cái hình đó so với người đọc chữ thì nó cao hơn rất là nhiều. Và bản thân mình cũng rất là thích cái việc là mình nhìn theo một cái hình ở trên đó có một cái chữ, một cái dòng lưu ý nào đó làm cho mình cảm thấy nó hay hơn, dễ nhớ hơn. Thì cái cách chèn chữ này có rất là nhiều phần mềm nó đã giúp được mình cái chuyện đó. Ngay trong máy tính thì nó có Paint, nếu mà mình dùng Windows hay là có ai dùng Photoshop ấy, thì cũng tốt. Mà bên cạnh đó cũng có một số cái tool về online để giúp cho mình chèn được cái chữ lên cái hình. Instagram cũng làm được như vậy, Photo Wonder thì cái mấy bạn nữ hay sửa ảnh đó này nọ thì đều chèn được chữ hết. Thì mình có thể dùng những cái tool như vậy để mình chèn chữ lên. Và việc chèn chữ này nó dễ lắm, không có gì khó hết á, nhưng mà làm sao mình chọn được cái hình phù hợp để mình chèn chữ. Ví dụ như đối với tổ chức mình đi, chọn cho một cái hình rất là đẹp, thì cái tổ chức về trẻ em nè, trong thời gian rất là đẹp, bên trên cái hình đó mình để một số cái chữ bổ đồng cho những cái hành động hỗ trợ trẻ em như thế này, thì nó sẽ là một cái chiến dịch rất là hay về marketing dành cho cái tổ chức của mình, cũng như tương tự cho những cái tổ chức khác về môi trường hay là những cái lĩnh vực khác. Nhưng mà làm sao mình chọn được cái hình tốt? Thì nhớ là cái hình ảnh nó sẽ có một số tiêu chí. Thứ nhất đó, là dễ chèn chữ. Thì ở đây mình thấy là con chó nó nằm về phía góc này hết. Và cái chữ nó sẽ được chèn vô cái khoảng to thế này. Thì nó không bị ảnh hưởng vô cái bố cục chính. Cái nhà bảo chính là con chó thì nghe cái khúc này được nằm mờ đi. Cái này là một cái ví dụ mà nó chụp về cái hình ảnh có khả năng dễ chèn chữ. Nhưng mà thế nào là con chữ? Thì cái tiếp theo đây là con chữ mình chèn ngay giữa hình, và cái hình này thực ra nó không có thân thiện cho cái việc là mình chèn chữ lên. Hình này mình chèn chữ là rất là khó. Hình này tốt nhất là mình nên mở theo một cái khung bên này, mình chèn cái chữ lên trên khung bên này với một cái màu sắc khác, mình đừng nên chèn vào hình này, tại vì hai cái nhân vật chính nó là chiếm hết cái bố cục của cái thành đồ, nó thành ra những cái hình như vậy cố gắng mình không chèn chữ lên nó mất mặt mất hình cuối cùng mình không có gì được cái ý nghĩa của hình gì. Thì cái này là không ổn ha. Rồi cái tiếp theo, cái tiêu chí tiếp theo về một cái hình ảnh là cố gắng làm sao cho nó tự nhiên. Cái hình ảnh nó mình chọn á, nó làm sao nó tự nhiên, nghĩa là cái nhân vật trong hình ảnh nó đừng có diễn quá đó. Thì tại vì cái hình này người ta sẽ nhìn rất là nhiều, người ta đọc cái chuyện xuất phát tông diễn là phải diễn xuất sắc kìa. Diễn là cho thấy không diễn á, thì đó mới là quan trọng. Thì cái hình này chẳng hạn như con cỏ thì nó rất là tự nhiên, không biết nó có diễn không nhưng mà nó rất là tự nhiên rồi. Thì cái tiếp theo là một cái ví dụ mà không được tự nhiên lắm, em nhé, tại vì không được tự nhiên lắm thì cũng là thỏ đó, nhưng mà không tự nhiên lắm. Thì mình cố gắng làm sao cho cái hình nó thể hiện được cái sự tự nhiên. Tiếp theo là phù hợp với đề nghe, thì mình xem thử là cái hình ảnh của mình sẽ trình bày cho cái đối tượng nào.
tại vì đa phần những cái bài PowerPoint được dùng để làm cái các xúc tác để mình nói chuyện với một cái đám đông, một cái cộng đồng đó, thì mình phải xác định được cái cộng đồng đó đang có một cái tâm lý như thế nào, đang muốn hướng tới cái gì. Thì đi về cái bức hình này thì mình thấy cái đầu tiên là cái cách mà họ làm á, thì họ chèn cái chữ màu trắng lên sau để mà tạo ra một cái sự tươi sáng, cũng như cái áo của cô này màu trắng thì nó rất là tươi sáng. Thì họ bỏ một cái line màu xanh lên trên và để cái chữ trắng thì mình thấy nó rất là tốt luôn, cái chữ rất là dễ nhìn. Và về cái tâm lý chung khi mà nhìn được cái bức hình này ấy, thì mọi người có thể cảm thấy là nó đem lại cho mình một cái gì đó rất là tươi sáng và rất là lạc quan, yêu đời hơn. Và đặc biệt là khi mà mình present, mình trình bày những cái vấn đề liên quan tới kinh doanh chẳng hạn, kinh doanh và mình muốn tạo cho cái người xem có một cái cảm giác lạc quan như thế, mình nên dùng những cái tông màu trắng sáng như thế này. Và cái bức hình tiếp theo cũng cái trang như vậy nhưng mà cái tông đen thành tối hơn thì nó lại thuộc về một cái sự sang trọng, một cái sự nó hơi đồng một chút. Thì lát nữa mình sẽ phân tích những cái ý nghĩa của những cái màu. Thì cái tông này nó cũng sẽ tốt nhưng mà đa phần những cái nhà đầu tư họ nghiên cứu thì nó lại ảnh hưởng tới cái cuộc đối thoại cũng như là những cái cuộc họp của chúng ta sau khi mà mình xem xong, thì đa phần sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của người đó. Thành ra mình cố gắng coi được cái đối tượng của mình là ai để mình lựa tông màu cho phù hợp. Cái phần về lựa tông màu thì lát nữa mình sẽ trao đổi thêm. Tiếp theo là mình lựa chọn cái hình ảnh nó liên quan, cái dòng chữ đó, nó sẽ phải liên quan tới cái hình ảnh. Và cái trên cái hình ảnh đó, cái nhân vật chính của cái ảnh nó sẽ phải rõ ràng, và đa phần là chỉ có một nhân vật chính để mô tả một cái điều gì đó. Chẳng hạn như ở đây mọi người có thể thấy là nó nói tới cái smartphone, nó nói tới cái điện thoại, thì đa phần là quảng cáo smartphone rồi này nọ. Nhưng mà cái tấm hình tiếp theo này thì nó không có được liên quan lắm. Thứ nhất là nó cũng phải là đèn này, hay là nó không có được liên quan. Mình thấy nó rút cuộc nó là điện thoại hay là nó là cái chuyện nghe điện thoại thì nó không tốt cho sức khỏe, hay là nó là cái đầu cái tấm này. Nói chung nó rất là nhiều đối tượng, thành ra mình rất là dễ mình cảm thấy là không có phù hợp. Thành ra khi mà chọn hình mình cũng cố gắng chọn những cái hình ảnh nào mà nhìn vô một cái là người ta hiểu liền, hoặc là ít nhất là mình hiểu liền trước, sau đó mình sẽ có cách để mà mình diễn giải sau. Đây là những cái vấn đề liên quan đến hình ảnh, và đây là một số cái trang web mà nó sẽ cho mình thấy hình ảnh tốt. Tại vì đa phần không phải tổ chức nào mình cũng có khả năng đi chụp ảnh, và chụp ảnh thì không phải đi đến chỗ nào mình chụp cũng đẹp và mẫu nào mình chụp cũng tồn ra đẹp hết. Thành ra nếu mà mình sử dụng được những cái hình ảnh này thì những cái kho hình ảnh này thì nó sẽ rất là tốt. Cái bài PowerPoint này mình sẽ gửi cho mọi người sau buổi hôm nay, nên là mọi người cứ yên tâm nghe ha. Thì mình chia ra là ba loại, là thứ nhất là miễn phí thì nó bao gồm rất là nhiều cái kho hình này, thì đa phần kho hình nó nhiều lắm, mình làm sao mình chọn theo cái tiêu chí thì được là tốt thôi. Và đối với SEO thì mình cứ dùng miễn phí trước đi, sau đó mình tính sau bài tóm chung thì nhưng mà tiếp theo mình xem thử nếu mà nhiều khi mình có những cái PowerPoint mà nó quan trọng hơn, mình phải đầu tư một quyết định, thì luôn là có tiền thì mọi thứ nó sẽ thay đổi, thì mình hãy có cái lựa chọn thứ hai là chuyện vẽ chất lượng nó cũng ok mà nó cũng nhiều hình ảnh hơn, thì mình chọn được cái hình đúng ý mình và mình dùng được lâu dài. Đa phần những cái hình mà mình mua làm mà mình xài luôn mà. Thành ra là mình cứ xem cái lựa chọn về thử nếu mà được. Rồi cái cuối cùng là chất lượng cao. Đối với chất lượng cao thì là nó lại tốn tiền hơn, và đa phần là nó bắt mình trả theo cái phí thường niên nguyên một năm, mình dùng nguyên được một năm đó. Nhưng mà về cơ bản thì ở bên chất lượng cao là nó rất là đẹp, hình nó rất là đẹp, và mình lựa đa phần là những cái hình đọc đó. Chứ còn bây giờ đa phần thì mọi người lên mạng hay thấy những cái bài present đặc biệt là cùng ngành với nhau. Chẳng hạn như mình là người công nghệ thông tin thì rất hay đi hội thảo và thấy những cái bài present mà nó dùng lên chỉ trang mình vậy đó, thì mình thấy cũng hơi như hồ
thì rất là họ chịu khó họ mua hình là họ sợ thêm họ dùng những cái hình đọc chẳng hạn, đặc biệt là cái mô hình thực cam thì họ sẽ không có bị dạng cực hàng như vậy đó. Thì cái này là một cái giới thiệu cho mọi người để có thể sử dụng. Tiếp theo là vấn đề về chữ. Chữ thì như thế nào cho nó hợp lý? Chữ nó phải thể hiện được một số cái vấn đề, nó có những cái nguyên tắc. Thứ nhất đó, là nó sẽ đi kèm với cái logo của mình, nói chung là cái brand tạm dịch là thương hiệu thôi. Thì ví dụ như Linh chẳng hạn, cái logo của Linh là đa phần là xanh và trắng, thì có thể dùng những cái màu chữ liên quan tới hai màu đó, hoặc là nằm trong cái tông màu. Và lúc nãy mình có giới thiệu cái color logo, mà có thể xem theo đúng cái tông màu đó thì mọi thứ nó sẽ hài hòa. Mà đối với lại đối với tổ chức của mình thì cái tông như thế nào nó sẽ phù hợp. Và thứ hai, trong một bài PowerPoint cố gắng dùng tối đa là hai phong chữ thôi, tối đa là hai phong chữ, tại vì nó mà quá nhiều phong chữ là nó sẽ rất là rối, và nhiều cái phong chữ thì nó sẽ chỏi nhau, chẳng hạn như những phong là nét cứng rắn và những phong là nét mềm mại thì nó sẽ đặt gần nhau thì nó sẽ chỏi. Thành ra cố gắng mình dùng hai cái phong là được. Chẳng hạn như trong bài này mình cũng dùng hai phong thôi, ở trên cái chủ đề và hai phong là được. Rồi cỡ chữ sẽ phải là lớn, thì nó cũng sẽ tùy thuộc coi là cái không gian mình present là như thế nào. Nhưng mà với cái cỡ chữ này của bài này thì mình cao đo là nào đứng ngoài tổng kia cũng có thể thấy được. Vì không biết mình đang ai thử liệu khi nó không thấy thì thôi. Nhưng mà cơ bản là cái cỡ chữ của mình nó sẽ là lớn. Từ bao nhiêu là lớn? Đối với cái body ấy, thì 40 là 45, 35 cũng ok. Đó, nhưng mà nếu mà nội dung mình ít á, mà tùy phong cách mỗi người thôi. Thì với mình thì mình thích là cái nội dung nó sẽ ít và sử dụng được cái phong chữ nó phù hợp để mọi người dễ thấy. Rồi cái đó thì mọi người ha, nhưng mà từ 35, 40, 45 nghẹn cũng được to quá. To quá thì mình thấy chữ không mà không thấy là gì hết. Rồi tiếp theo là mình sử dụng một cái khác nữa là cái in đậm. Mọi người cũng biết là khi mình làm word nhẹ nhàng thì nó có in đậm, in nghiêng, gạch chân, rồi nhiều lắm, vân vân á. Nhưng mà mình nên sử dụng cái nào trong đó. Đối với word thì mình dùng được tất cả, nhưng mà đối với PowerPoint thì chỉ nên dùng in đậm thôi. Nếu mà mình cần in đậm một cái điểm nào rồi thì nó không quan trọng. Gạch chân cũng ok, nhưng mà gạch chân thì ít khi thấy người ta sử dụng thì mình không có đề cập nhiều. Đa phần là mình dùng in đậm cho những cái ý mà mình cần phải nhấn mạnh. Rồi cuối cùng là cái font thì nó bán nó sẽ đơn giản hơn. Những cái font như là tên cô dâu chú rể, rồi mình cố gắng mình tránh thì những cái font đó nó sẽ hơi cầu kỳ một chút. Rồi phần tiếp theo á, màu sắc. Thì màu sắc của chữ với là cái nền chữ thì cố gắng mình nhìn hai ví dụ đầu tiên cái màu của nó hơi gần nhau là cho mình không có đọc được cái chữ quá rõ ràng, thì đối với cái người xem họ sẽ cảm thấy rất là khó chịu, tại vì họ sẽ phải ráng để mà họ đọc được cái chữ đó. Tại vì mình cảm thấy dễ chịu hơn với cái phương án bên dưới khi mà nó tương phản trắng với lại xanh đỏ, thì hai cái cực tương phản thực ra nó cũng tương đối là dễ để phân biệt thôi, trắng với đen, đậm với nhạt. Mình làm sao mình cho nó dễ nhìn nhất, tại vì mục tiêu của mình là làm cho người xem họ nhớ lâu, họ cảm thấy thích thú, họ cảm thấy thoải mái, thì mình cố gắng để dễ khó họ qua. Là cái phương án thứ nhất mà dùng phương án thứ hai. Rồi tiếp theo về màu sắc thì cái này là cái chia sẻ của riêng mình là đừng bao giờ quá trắng hoặc là quá đen. Tại vì thực ra là nếu mà mình dùng một cái màu đặc biệt mà mình sẽ viết chữ màu đen thì thực ra đen hoàn toàn về cái chữ đó, thì nó làm cho bạn hoàn toàn nó nên hút buồn. Thì về cái xu hướng mà thiết kế cũng như là mỹ thuật hiện tại mà đặc biệt là về trên internet thì người ta sẽ lợi dụng những cái màu thì nó sáng nhiều hơn, đen 80% kiểu vậy, không bao giờ 100%. Chẳng hạn như cái chữ trên này cũng nó đen 80% hết.
thành ra là mọi người cũng có thể lưu ý cái điểm đó. Trắng của bạn, trắng thì mình có thể là cái màu trắng thì mình nó hơi sáng giá nhẹ nhẹ chẳng hạn thì nó sẽ tốt hơn. Và một số người nói chuyện thì họ hay kêu là cái màu mà đen thì mình nó quê lắm. Thì cái này chỉ là cái quan điểm của một số nhà tâm lý học thì họ nghiên cứu cái vấn đề màu sắc ảnh hưởng tới cái hành vi của con người và đang học họ là phương Tây hết. Thành ra riêng với anh ông mình sẽ có những cái phân biệt về màu sắc khác nữa. Cho tạm thời mình cứ lưu ý những cái ý của những người phương Tây như thế nào. Không biết mấy bạn bên trực tuyến bên này có bị nhanh quá không? Rồi mình nói chuyện về cái hình ảnh quên sôi cái dạ không ạ? Anh phải đăng tính chắc phải nhanh hơn chút để em mời bạn. Rồi cho tiếp theo đi. Dạ để em mời bạn. Mời một bạn chào. Chị em mà mọi người mình đợi thấy các bạn. Thì về cái màu sắc ở đây có ai có một cái ý tưởng về cái màu sắc thì nó mang ý nghĩa gì không? Cái kiểu màu đỏ là mang ý nghĩa gì? Có ai biết không? Cảnh báo, sức mạnh. Cái này có cảnh báo gì không? Đúng là màu đỏ là trong cái loại cảnh báo này nọ thì nó thường là cảnh báo. Và cái ví dụ đơn giản nhất mình thấy là cái đèn đi đường này, đèn xanh đèn đỏ, xanh thì nó làm cho mình cảm thấy là nó yên ngã hơn, nó hợp với mình đi được. Nhưng mà dạo này thì ra đường đèn xanh mình cũng ấm lắm. Thì về có cái bạn có đèn đỏ thì cũng biết. Nhưng mà về cơ bản thì xanh với đỏ là nó hai cái màu mà nó sẽ tương lai nhau ở những mặt ý nghĩa. Rồi đây, màu đỏ trong cái màu chỉ xem PowerPoint á. PowerPoint á thì mình không có thể chặn ai hết. Cho nên là cái màu đỏ sẽ có ý nghĩa nhau hơn. Đó là cái của tình yêu và cái sự đam mê thì mời đó. Mình sẽ hiện một cái hình ảnh nào đó là nó có màu đỏ cho cái đường link á, copy vô được. Thì họ sẽ dùng những cái màu như vậy hơn, nó rạo rực hơn, nó nhộn nhịp hơn. Rồi cái vấn đề này và màu sắc của mình sẽ liên quan tới chuyện mình thiết kế poster hay thiết kế brochure sau này nữa. Rồi màu cam thì nó thể hiện cái nhiệt huyết, hạnh phúc. Thì cái này nó có thể sai nha, tại vì nó là nghiên cứu của phương Tây nhiều hơn. Màu vàng là hy vọng và niềm vui. Thì màu vàng là bằng hy vọng, nhưng mà là mấy hồi đi mua hoa có mấy bạn nó màu vàng màu phản bội gì đó. Nhưng mà bao thì nó không phản bội đấy, chắc không sao. Rồi màu xanh lá là tăng trưởng và bền vững, và đặc biệt màu xanh lá nó sẽ liên quan tới nhiều cái tổn thất về môi trường nhiều hơn. Thì màu xanh của cây thì nó có thể cũng sẽ là tốt khi mà mình dùng cái màu xanh đối với những tổn thất môi trường. Và xanh da trời ấy, thì nó là trách nhiệm sức mạnh. Xanh nó tùy theo cái độ đậm của cái màu xanh da trời. Đa phần cái màu xanh da trời mà nó ngã từ màu đen xanh đậm hơn thì nó thể hiện cái sức mạnh nhiều hơn. Nhạt hơn thì nó có cái cảm nhẹ nhiều hơn. Và màu tím là khát vọng và trung thành. Này cũng hơi giống á. Ở trung thủy ha, đúng rồi, cái màu tím của trung thủy gì đó. Vậy là phương Tây cũng giao pha với Trung Đông một chút. Còn cái này là màu trắng thì nó tinh khiết và nó là về điều lành. Thì màu cam mà dùng cho trẻ em thì nó sẽ là mặt trời phù hợp chẳng hạn như vậy. Màu đen thì nó là sang trọng và quyền lực. Thì màu đen thì mình có thể thấy là những cái buổi trà tiệc hay là những cái cảnh phòng mà nó hơi đen đen, nó hơi tối màu chút thì nó sẽ tạo ra một cái cảm giác là sang trọng hơn. Nhưng mà có một vấn đề mà lưu ý, mình cố gắng không dùng những cái màu mà nó gọi là quá đúng là màu đỏ. Đang như màu đỏ thì đỏ mà nó hơi ngã sang đen một chút, nó hơi bột đô một chút thì nó lại sang hơn. Cũng như là
màu cam, màu vàng. Màu vàng này là cái màu vàng đúng nè, thì nó hơi quê. Thì nếu mà mình cho nó ngã màu lên một chút thì nó sẽ tốt hơn. Xanh lá cũng như là xanh dây trở thì mình cố gắng mình cho nó ngã sang một cái màu nào đó, nó sẽ có cá tính hơn là mình dùng chính cái màu đó. Đặc biệt á là xin lỗi Linh, xin lỗi Linh, nhưng mà cái ghế này màu nó rất là quê, đúng không? Nhưng mà không sao, nó là cái ghế đó mà. Nhưng mà mình thấy đó là cái thể hiện của cái màu đó. Nhưng mà nó xanh đi hơn một chút là mình mở quét cái tên được. Chẳng hạn một số màu thì là màu nâu thì mình lại thấy là sang hơn, chẳng hạn như vậy. Rồi tiếp theo, rồi khi mà mình chèn chữ rồi á thì mình sẽ có một số cái khi mà tiến hành á, mình vô là mình đa phần là mình không có đưa cái hình lên mà mình sẽ xử lý một chút. Chẳng hạn như đây mình có thể mình chèn cái chữ của mình, thì chèn nó sẽ có một cái kỹ thuật. Đó là nếu mà cái hình á, đa phần thì cái hình như vậy nó kén cái chuyện chữ chữ đó đó, tại vì trong đó nó rất là nhiều đường nét, thì cái chữ, cái nét của chữ sẽ có thể bị che. Thành ra người ta sẽ bỏ một cái lằn màu đen đi qua để cho cái chữ nó được nổi bật hơn và cái hình cũng không có bị mất cái ý nghĩa đó. Và cái chữ, cái nền màu đen đó thì nó sẽ làm mờ mờ hơn đi một chút. Thì cái kỹ thuật này thực ra là nó không có khó. Và nếu mà bạn nào có quan tâm thì sau cái video này thì mình có thể đến lại cái kỹ thuật đó. Nó dùng cũng cơ bản đơn giản lắm, nhưng mà cái này nó sẽ rất là tốt cho cái chuyện mình quảng bá về cái tổ chức của mình trên mạng xã hội. Và chỉ cần mình đăng một cái hình ra thiết nghĩa đó, mọi thứ nó sẽ đến sau đó thì cộng đồng nó sẽ đón nhận. Và tiếp theo là một số cái trang web mà nó hỗ trợ cho cái việc tạo PowerPoint. Thì cái lượng trang web này nó rất là nhiều, tại vì không chỉ cộng đồng phi lợi nhuận mà doanh nghiệp họ cũng dùng PowerPoint rất là thường xuyên. Những cái doanh nghiệp này họ có động lực cho họ mở những cái trang web như vậy. Thì nó có rất là nhiều, nhưng mà mình sẽ giới thiệu sơ bốn cái cơ bản thôi. Trang web cũng như là cái phần mềm đó. Keynote là cái phần mềm của Mac. Ai mà dùng iOS hoặc là OS ấy, thì nó đều hỗ trợ Keynote hết. Thì Keynote nó dễ dùng, nó thân thích cho những cái device, rồi nó thiết kế rất đẹp. Phải công nhận là Mac làm nhiều cái thiết kế rất là đẹp, có thể sử dụng được. Nhưng mà vấn đề của nó là chỉ dùng cho Mac thôi, và đa phần mình dùng Windows công trình. Thành ra là nó sẽ thành vấn đề. Nhưng mà nếu mà tổ chức nào mà mình có sử dụng Mac thì nên sử dụng cái phần mềm này. Nó cập nhật thường xuyên và cái màu sắc cũng như là cái font chữ của mình nó rất là phù hợp. Tiếp theo là cái phần mềm mà dạng web, đó là Canva. Canva này thì cũng những người trong Apple thành lập hết. Thì nó có cái thiết kế đẹp, dễ sử dụng, nhưng mà vấn đề của nó là ít mẫu. Thì mọi người mình phải lên thử Canva, nó là canva.com. Thì những cái thiết kế của nó rất là đẹp, và cái hình ảnh cũng như cái design và chữ trên đó nó cũng hướng dẫn và rất là chi tiết. Nhưng mà những cái font, những cái mẫu như là font thì nó lên đó nó hơi yếu một chút. Theo đó là cái haiku deck. Cái haiku deck thì nó cũng có thiết kế đẹp, nó không phải hoàn toàn miễn phí, nhưng mà giá cả của nó thì phải chăng. Và nên lên đó thì mình có thể tìm được những cái PowerPoint mà nó phù hợp với lại cái nhu cầu của thiết mình. Nhưng mà cũng được một vấn đề nữa là nếu mà mình xài free ấy, thì mẫu mình xài đã tìm một chút thì mẫu nó vào lại mình cứ thử được. Rồi cái image ấy, thì nó chỉ cần trình duyệt thôi. Mình chọn PowerPoint thẳng hay là Firefox hay là Chrome, mình chỉ cần vô cái website này là mình sẽ soạn được quyền. Rồi nó nhanh gọn, nó có 3 đề lên nữa. Thì mọi người có nhìn thấy một cái kiểu PowerPoint rất là thường là nó trình bày dưới dạng như một cái bảng bình thường. Cái slide đầu tiên á, nó là một góc này. Slide thứ hai nó góc này, slide thứ ba nó rải hết trên cái bảng như là một cái bức tranh. Và khi nó bắt đầu thì nó chiếu vào cái bảng. Bạn xem cái slide thứ nhất á, thì mình zoom vào. Còn theo cái slide thứ hai thì mình chuyển lên, chẳng hạn giờ tìm những cái chuyển động của nó rất là đẹp. Và đặc biệt dù về giáo dục thì nó sẽ khá là hay. Nhưng mà image nó bị vấn đề là không có tương thích với nhiều thiết bị. Nếu mà mình bật lên iPhone á thì nó
thân nó thay đổi hết, nó bị bể, nó bị phong, nó thay đổi rồi đủ thứ hết, rồi nó chỉ cho mình tùy chỉnh. Chủ yếu là mình dùng cái mẫu của nó là chính. Thì riêng với những cái khác như là Keynote rồi này nọ thì nó tương thích với những thiết bị này. Và có một cái điều mà mọi người cũng có thể xem là không biết mọi người hay bị mình soạn PowerPoint xong mình dùng những font rất là đẹp, mình gửi cho một khác ở đó font nó bị hư, cái đó bị nhiều hơn, cái đó bị nhiều người ngoài đáng được cái font trên thiết kế gửi qua tự nhiên nó chuyển thành 20 đô la vừa chết. Nhưng mà cái tình hình đó thì mình sẽ xử lý như thế nào? Mình có thể dùng mà mình chuyển sang thành PDF. PDF thì không bao giờ nó bị đổi font hết. Và mọi người không biết có thử là mình present bằng PDF không? Thì cho mình đang present bằng PDF đó thì mọi người nó vẫn trơn tru, nó vẫn cũng có kể hết. Và khi mình gửi qua máy của Linh thì mình cũng không có bị vấn đề đổi font. Linh cũng phải đi bằng email font mới này nọ. Đó thì cũng là một cách mình có thể present bằng PDF. Hiện tại bây giờ thì nó có một số cái xu hướng nó present bằng video. Nó sẽ chiếu nguyên một cái video vừa là có hình ảnh biến động, vừa là có hình của những cái PowerPoint chẳng hạn vậy. Nhưng mà present bằng video thì nó sẽ đòi hỏi là cái người present phải tuân thủ cái thời gian rất là tuyệt đối. Tại vì video sẽ không có được pause lại mà cứ liên tục nó chạy qua, là mình dành cái thời gian trong video đó để mình nói. Nói đúng là mình dành đó thì mình chuyển sang cái khác. Thì video cũng là một cái thức hay được mình chèn được cho mình những cái hình ảnh nó sẽ động hơn. Nhưng mà cũng chưa chắc là cần. Rồi tiếp theo thì làm như thế nào mà mình lan tỏa được cái PowerPoint của mình? Tại vì làm PowerPoint ra nó cũng qua cái thời mà mình làm PowerPoint về chỉ trình bày cho chừng mười mấy hai mươi người rồi, mà mình muốn là đưa cái PowerPoint của mình đến với lại hàng triệu người, đặc biệt là những cái PowerPoint tiếng Anh về tổ chức thì nó vẫn nên đến với lại những cái đối tác ở ngoài này. Thì những cái kênh nào có thể giúp mình điều đó? Thì số 1 bây giờ là SlideShare. SlideShare là cái nơi để mà chia sẻ, nó như một cái mạng xã hội của PowerPoint. Số 1 thực ra là 562 đi. Xin lỗi nhé. Thì cho bạn vào SlideShare được không? Cảm ơn. Rồi, SlideShare là cái mạng xã hội lớn nhất về chia sẻ PowerPoint. Thì không biết ai biết mạng xã hội lớn không? Ờ, nếu các bạn biết cái nào lớn hơn thì cứ nói cho để mình cập nhật. Rồi, SlideShare hiện giờ nó có cái lợi thế như thế nào? Thứ nhất là cái kho PowerPoint của nó rất lớn. Với cái kho PowerPoint này mình có thể tìm được những cái PowerPoint hiệu quả để mà mình nghiên cứu, mình kế thừa được những cái nội dung bên trong đó. Chẳng hạn như là search giúp anh thử về marketing. Dĩ nhiên thì mình sợ thì đa phần là tiếng Anh hết, tại vì Việt Nam thì cũng không có sử dụng quá nhiều về cái tiếng Anh sau này. Thì mình có nhiều cái vấn đề về non-profit. Chẳng hạn như mình xem thử sao cái này xấu. Legal assistance for non-profit organization á. Thì cái mình đoán này hỗ trợ về luật pháp cho những tổ chức NGO. Thì đây là một cái tổ chức về luật, cái dịch vụ về luật, và họ đưa những cái slide họ trình bày lên lên đó, thì họ đưa cái slide họ trình bày lên trên mạng xã hội SlideShare và mình sẽ xem thử là họ làm gì trong này. Ok, họ hỗ trợ một số cái vấn đề về bản luật sư, về khai thác sản của mình đó, rồi làm sao coi như là có hiểu được cái tổ chức chẳng hạn như vậy. Rồi mình cứ qua dần dần, nó có 6 slide thôi. Rồi cứ qua dần dần thì đó thì họ cũng đưa những cái slide lên và trong này có những cái nội dung mà có thể là mình xài được. Rồi mình qua luôn. Rồi khi search giúp mình một cái được pitching PITCH. Rồi đối với những cái mà đối với những bạn mà khởi nghiệp này nè, thì pitch là một cái vấn đề là sao nói chuyện được với nhà đầu tư để họ cho mình tiền, cho mình làm dự án của mình.
thì trên này có thể có những cái cụ chi vừa mới có điện rồi rồi đi đăng vào một cái phần hoàn nhận cái đầu tiên này cái bên dưới đi bên này đi anh thì mình nhiều khi mình sẽ biết ý tưởng làm sao mà mình biết được và trong cái phần hoàn mình biết nên biết cái gì. Nhiều khi mình sẽ gặp như vậy, mình trình bày một chủ đề nào đó, mình biết là mình nên biết cái gì hết, đặc biệt là những chủ đề như là nói chuyện với nhà đầu tư hay là đối với tổ chức là nói chuyện với người sponsor, người tài trợ chẳng hạn, thì mình có thể xem một số cái slide của họ để nó xem là họ trình bày cái gì trong này. Rồi qua luôn, coi bài cả đó. Rồi nó giới thiệu một số thứ những cái này từng làm rồi bộ họ hàng ngày nhé. Ok, rồi, mình thở ra được rồi. Thì mình thấy là khi mà mình vào mình xem những cái slide, những cái PowerPoint, những cái slide share, mình sẽ học được cái gì? Thứ nhất đó là nội dung của chủ đề có thể liên quan tới mình. Tổ chức mình là NGO làm về môi trường thì ngày mình lên mình kiếm một cái bài chủ đề nào đó của một tổ chức là môi trường, rồi một chủ đề nào đó mà mình xác định xem. Thì mình có thể thấy là nó có thể học hỏi được về nội dung đó. Thứ hai là thiết kế. Mình học hỏi được là họ thiết kế như thế nào, có đẹp không, có sang không, và nhiều khi xấu quá thì mình cũng thấy an ủi bởi cái phong hoa của mình nhàng nhàng. Rồi bên cạnh đó thì mình nên nhớ là một cái mạng xã hội nó sẽ giúp mình tương tác với những cái đối tượng đó. Thành ra nếu như mình có một cái phần mà còn quá hay, quá xuất sắc và mình muốn học hỏi thêm gì đó về cái tổ chức đó thì mình có thể mình vào bên dưới, xuống dưới thì mình like hay là mình có cái tương luận gì đó, mình cứ tương tác với họ, tại vì họ đã đưa lên mạng xã hội nghĩa là họ muốn người khác muốn cộng đồng tương tác, tại nên mình cứ lên một cái mạng xã hội như thế này có hỏi. Như thế này nó có cái sự chọn lọc như thế nào, tại vì mình đưa lên cả hai như vậy thì mình không biết cái cảm thấy là gì. Thực ra sự cộng đồng và nó nằm trong mình hết, tại vì thực ra đối với PowerPoint hay nhiều cái vấn đề khác đối với mạng xã hội nó không có cái nào hay cái nào dở theo mình nó chỉ có phù hợp thôi. Mình thấy tổ chức mình phù hợp thì mình chọn đó, còn nhiều khi nó lại không phù hợp với mình, nó phù hợp với tổ chức khác thì mình có thể là mình cứ kể là mình cứ thấy nó không phù hợp thì mình bỏ qua thôi. Như sở của mình cũng từ việc sang cái chủ đề mình đang tâm tâm thì là nó sẽ hiện lên là thứ tự ưu tiên là gì, thời gian hay là lượt xem hay là lượt. Nó sẽ liên quan tới nó sẽ lên đầu tiên á là nó sẽ có cái thuật toán của nó hết ha, nhưng mà đầu tiên á là cái cụm từ nó sát nhất với cái cụm từ mình sợ. Rồi thứ hai á là thí dụ như mình sợ non profit chẳng hạn thì nó sẽ đưa những cái bài nào mà liên quan đến non profit trước, còn non profit for Việt Nam, for Italy, for Indonesia thì nó sẽ xếp sau. Thứ nhất là vậy. Thứ hai á, thì là người nào xem nhiều nhất, có bao nhiêu lượt like, nhiều lượt like nhất. Rồi thứ ba nữa là nó chia theo slide là nhiều, slide nào ít. Thì nó sẽ có rất là nhiều cái công thức để mà nó search ra cho mình. Và cái này thì đa phần là không có điều kiện đâu, tại vì cái đó là dựa trên cái thuật toán của số đông người dùng slide xem trước này. Đó, nhưng mà cái vấn đề ở đây á, là mình thấy rất là nhiều thì mình cố gắng mình phân biệt được cái tựa đề, đầu tiên là cái tựa đề có phù hợp với mình hay không. Thứ hai là cái hình ảnh đầu đi nó có đẹp mắt, nó có ấn tượng hay không. Và thứ ba nữa là mình kiểu nó mất thời gian để mình lọc ra mình xem cho ok. Rồi bây giờ là cái phần mới là cái phần mình xem cái slide share nó có gì thôi. Bây giờ mình làm sao mình có một cái gì đó trên slide share thì mọi người hãy sign up với login thì mình đăng ký một cái tài khoản free hết đã, đăng ký tài khoản free và sau đó thì mình upload. Và không biết mọi người có xài LinkedIn không thôi. LinkedIn là một cái mạng xã hội về nghề nghiệp thì nó trên đó thì nó lưu trữ những cái CV online của rất là nhiều người cũng như rất nhiều doanh nghiệp. Thì LinkedIn nó cũng mới mua cái SlideShare gặp đây thì bây giờ nó là một phần của LinkedIn rồi. Thì LinkedIn cũng là một cái mạng xã hội rất là tốt cho những cái tổ chức kinh doanh của mình để mình đăng ký lên. LinkedIn là cũng có LinkedIn thì bạn
đó thì lúc đó mình sẽ kết nối được với nhiều cái đối tác chuyên nghiệp hơn là mình dùng trên Facebook chẳng hạn vậy. Tại vì Facebook thì đa phần nó cũng hơi đông người, nó cũng hơi không có thuộc về chuyên môn. Còn LinkedIn thì nó có một cái định vị khác, thành ra người đăng ký vào LinkedIn đa phần là người đã đi làm, người có cái profile, có cái CV tên tuổi thật đấy, thành ra CV của họ trên đó, profile họ trên đó, thành ra họ ít khi có thể làm được những cái chuyện comment xong rồi bỏ chạy trên YouTube chẳng hạn vậy. Nhưng mà LinkedIn bây giờ mình đăng ký LinkedIn chẳng hạn thì cái tài khoản LinkedIn đó sẽ liên quan tới tài khoản SciShare luôn, hai cái là một, thành ra mình có thể sử dụng cả hai cái rồi. Chắc ra lại những cái phía này dễ, đăng ký dễ, không có gì khó hết. Và đăng ký xong á thì mình làm gì? Đăng ký nó giúp cho tài khoản của mình luôn đỡ được một cái lượng PowerPoint, một cái lượng PowerPoint mà quản lý được cái lượng đó. Còn nếu như mình không đăng ký mà tôi click vô upload, nó bằng cho luôn, nó bằng cho dù cho mình không có đăng ký là không làm gì hết mà mình muốn đưa cái style của mình lên trên này thì nó bằng cho để mình đưa lên. Nhưng mà sau đó mình sẽ gặp cái vấn đề là mình đưa một cái style lên rồi mà không có lưu trữ cái style đó được, sau này mình phải hiện tại. Và cái style đó thì nó không có thể hiện, nó thuộc cái tổ chức nào hết thì nó cũng ảnh hưởng về cái mặt thương hiệu cho mình. Thì tốt nhất là mình cứ đăng ký, đăng ký xong thì mình up file lên. Vậy thì cái file trên này á, nó sẽ làm được cái điều gì? Bây giờ mình ra ngoài anh đi á, bắt lại vô một cái style bất kỳ, một cái style bất kỳ. Khi ví dụ như cái bài slide này kéo lên, cái bài slide này là do mình tổ chức của mình đưa lên rồi ha, mình đưa lên rồi và mình kéo lên thì cho anh xem phía dưới rồi. Cho cái khác mà cái phần là share đấy mà, đúng không, share thì thí dụ như đây là tổ chức mình ha, mình nhấn vào share này nó sẽ hiện lên một số cái mình gửi email cho đối tác chuyên nghiệp của mình thì cái bài slide này nó sẽ tới cái đối tác đó rồi. Thứ hai, embed là gì, nhưng mà embed rất là quan trọng. Embed á là mình sẽ gắn nguyên cái khung này, này cái khung từ đây tới đây này, cái khung slide này vào trong một cái website nào đó của tổ chức đó. Thành ra nó sẽ thể hiện ngay trong cái website của tổ chức luôn. Chẳng hạn như tổ chức đưa lên trang chủ của cái website và họ nên nhớ biết nó có dòng chữ là bài trình bày về những cái vấn đề quyền trẻ em chẳng hạn. Và bên dưới mình gắn ngay cái slide này luôn và mọi người có thể xem cái slide ngay trên website của mình luôn. Thì cái này là thuộc về cái address, mình chỉ cần mình đưa cái phần address và cái mục thì nó sẽ hơi phức tạp một chút. Nhưng mà mọi người đã quan tâm đến cái vấn đề là đưa cái slide lên cái website của mình và người ta có thể xem ngay trên website của mình, thì sau một hôm nay mọi người cứ cho mình cái nhu cầu đó thì mình sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết hơn. Rồi mà cái link thì nó dễ lắm, cái link thì cứ click vào đó thì nó sẽ vào được cái trang slide share này. Nhưng mà đa phần các tổ chức cũng như là doanh nghiệp á, mình thích là họ về website của mình hơn là họ về slide share, đúng không? Thành ra cái vấn đề embed nó quan trọng cho đó. Rồi nó còn cái option này nữa không? Không ạ. Ok, hết rồi ha. Ở bên trên ấy, mình có thể chia sẻ trên Facebook đó, Facebook hay Twitter là đó, nhưng mà Việt Nam thì chủ yếu Facebook là được rồi. Thì mọi người có thể xem thử những cái mình chia sẻ trên Facebook cho mọi người coi cái slide. Mình soạn thấy mô luôn, chia 3, chia 4, rồi chia lửa hình mình thấy mô luôn, phải share lên chứ đó. Rồi cái này là cơ bản một số vấn đề về slide share. Thì slide share nó sẽ liên quan tới cái chuyện em đã được gặp cái website của mình, và sau đó nữa là chia sẻ trên Facebook. Thì quay lại cái slide, cái slide của mình ấy. Rồi thì đây là ba yếu tố cơ bản về cái việc lan tỏa một cái PowerPoint ở Việt Nam. Thì mọi người có thể kết hợp yếu tố ba yếu tố này, nhưng mà cái quan trọng nhất là nó bắt đầu từ slide share của đây. Và slide share nó giúp mình được cái gì nữa, mình không có phải lưu trữ quá nhiều cái PowerPoint, lưu trữ ra nó cũng không có tốn nhiều lượng,
nhưng mà nó gặp vấn đề là dù biết mình không biết mình bỏ cái site đó là đâu, ráng phải vừa làm lại thì bây giờ mình cứ up lên hết lên site thì mình sẽ luôn cái học phần đó. Rồi tới đây thì mình kết thúc cái bài của các bạn. Cảm ơn mọi người về dễ dàng và tốt nhất
có thể là trong cái hội thảo đó mình sẽ bàn rất là nhiều về tính to nhưng mà đồng ý với Tiến nói là tại cái gì mình đã chia sẻ trên mạng xã hội rồi thì là mình đã muốn cái người khác xem cái nào không muốn thì mình nên chia sẻ dù trong nhà mình kể lộ với vợ này anh hay không giờ chia sẻ đâu mà thương vợ thì có thể chia sẻ được ví dụ là những cái mà người ta sẽ không ném đá mình chẳng hạn ví dụ trong cái bảo mạng xã hội bây giờ khi bạn chia sẻ mạng xã hội một cái là tất cả mọi người đều nhìn thấy được phải coi được cái cổng đó là cái cổng chung với cả thế giới chứ không phải là riêng một đất nước nữa. Em có câu hỏi về cái chỗ mà thiết kế bao bao ha thì cái chỗ mà bộ phận ấy tại vì em nhìn thì là em làm đấy mình còn em thấy là em thích nhiều màu sắc hay là giữa em đang màu sắc nhưng không có để ý là làm sao mà cho những cái bộ phận với lại là cái màu sắc trên như thế nào ấy em muốn dùng cái ảnh thích thôi chứ không có hiểu cái chỗ này ý của anh là sao. Cái chỗ này nha một cái PowerPoint mà bố cục nó đôi lắm thứ nhất á là anh có nói về cái chuyện kỷ luật của chi ba thứ nhất á là nó làm hư cái bộ đó nghĩa là tại vì là mình chi ba một chi ra ba trên ba đúng không thì nó đặt một cái hình và nó nằm từ cốt giữa này chẳng hạn nó tới đây nó đứng cả thì nó làm cho cái cảm giác tâm lý của người nhìn á cái mắt của mình luôn luôn mình chia ra cái mình đi từ cái khúc này đấy mình đi từ cái khúc này và một cái hình nào đó mà nó bị lệch thì tự động trong tâm lý cũng cảm thấy là mình khó chịu thì bây giờ những cái con hoa nhạc như vậy nó rất là nhiều ví dụ như là về cái căng tỉnh lệ chẳng hạn bây giờ cái bố cục này ha em mà cái chỗ trên kia thì mình bắt đầu một số lỗi thiết kế cơ bản thì nó đi từ cái góc bên trái nó đi vào ok mình thấy một cách tạm được rồi nó được căng ngay chính giữa thì mình thấy cũng ổn đi nhưng mà bây giờ tự nhiên nó làm theo cái dạng là nó một số enter số một cái lỗi được đẩy qua phía chính giữa thì mình thấy nó có lỗi nó khá là lỗi thành ra cái bố cục nó sẽ tuân theo một số cái quy tắc nó nhiều quy tắc nhưng mà cái luật tim an là cái mà mình theo đầu tiên rồi cái này là cái mà đề xuất là mình sử dụng một cái điểm người ta cái điểm chính của mình cũng cái slide tôi ghi ra cái chuyện đó và cảnh đó là cái lần rồi đó mọi người có thể tráo đổi cái bố cục này tùy theo thôi nhưng mà nhớ cố gắng là một số thiết kế là đưa ra nó cân đối nó hài hòa nó chi ba chi bốn chi năm gì đó thì nó sẽ phải luôn luôn đó, là nó có những cái quy tắc riêng mà mình theo đó nói chung là cái này nó cũng tự thân mình thấy là nhiều chắc chắn khi mà mình đưa một cái PowerPoint là nó bố cục nó hợp tốt là mọi người thấy đi đúng không thì về cái bố cục á là cái mà mình cần quan tâm nhưng mà nó sẽ nằm trong cái tự thân mà nhìn ra là nhiều nhất cái học cần phải quá là bố cục nó luôn đặt đọc mình chỉ cho điểm đặt đọc mọi người có thể theo đó có cái gì để thích được câu của mình không? Em còn một câu hỏi nữa là hồi nãy em có nói đến việc trình bày và PDF ấy thì là em thấy bình thường có bao bao thì có cái phần hiệu ứng thì với cái hiệu ứng đó mà khi nhắc cho mình nghĩ hết tại sao là mình lại có thể nên trình bày bằng bao bao và PDF thì nó khác nhau về cái PDF đó thì nó được ở một chỗ là về cái phong chữ đó này đó đúng không thì mình không có phải lo cái việc bị mất khi mà mình gửi cho một người nhưng mà học trên bài bài của mình nhưng mà nếu mà mình trình bày trên máy của mình thì mình dùng PowerPoint cho bài bài hơn tại vì nó sẽ được cái phần hiệu ứng như là vừa anh nói hiệu ứng nhiều khi nó cũng sẽ là tốt cho mình riêng với anh thì anh không có dùng quá nhiều hiệu ứng thành ra anh có dùng PDF được anh mới tập cái chuyện phong chữ rồi nó sẽ hiện tốt hay nhiều hơn thì cái đó tùy theo mỗi người sẽ có mỗi cái phong cách anh không nói là dùng PowerPoint là dở nhưng mà mình giới thiệu thêm thôi cũng như là hiện giờ nó có xu hướng về dùng video á nhưng mà mình cũng không nói là nó hay nó sẽ phù hợp với người nào không vậy còn cái việc mà sử dụng điện thì mình có cần phải lưu ý gì không tức là mình muốn là thông tin nào đó thì có ý mình hay là mình cần lưu ý như thế nào không về cái hiệu ứng á thì hiệu ứng nó sẽ phù hợp với một cái slide mà nó có nhiều point nó có nhiều điểm cần trình bày chẳng hạn như cái một số cái slide tiếp theo thì rồi quay lại một vài lúc
đây chẳng hạn như này, thì ví dụ như mình che hết mấy cái dưới ha, mình chưa cho nó hiện, mình cho nó hiện đầu tiên là cân đối, mình nói hết về cái cân đối, cái bắt đầu mình cho nó hiện cái tiếp theo, có thể mình thay đổi cái hình chẳng hạn như này, thì nó là nó phù hợp với cái việc là mình nói một cái chuỗi vấn đề, và nó phù hợp với những cái sơ đồ này, những cái sơ đồ bước một, bước hai, bước ba. Mình chưa muốn người xem họ biết tới bước 3 thì mình bắt đầu bước 1 trước và bắt đầu hiệu ứng cho nó vô. Nhưng mà về cái hiệu ứng thì họ cho rất là nhiều hiệu ứng. Nhưng mà nếu một kỳ vật cao hoa nó không phải video, thành ra cái hiệu ứng mình cố gắng dùng những cái hiệu ứng mà nó đơn giản thôi. Nó là mình bấm mắt video thì một cái chữ nó bay vô, nó quay vòng vòng mình đọc được. Nhưng mà cao hoa á, mình đang ngồi xem vậy mà nhắm một cái bước số 3, cái chữ bước số 3 nó bay vô, nó quay nửa tiếng thì thành ra là mình cố gắng dùng những cái hiệu ứng mà nó đơn giản thôi, chứ đừng quá rối. Mọi người có để ý một cái là trên website ấy, ngày xưa nó hay có những cái quảng cáo, những cái banner quảng cáo thì mình cứ chấp nháy chấp nháy chấp nháy. Một thời gian đầu thì mình còn coi thì chừng đó, mà tới bây giờ tự động mọi người khi mà lên mạng thấy cái nào thì chấp nháy là tự động bỏ qua, nó không nên coi rồi. Thành ra là cái chuyện chấp nháy đó là nó cũng không nên đâu. Những cái hiệu ứng mà quá hack chuyên với là carbon em dự định em chọn khi tham màu cụ thể là màu đỏ màu trắng, tất cả các slide bên đều ủng hộ cái màu đỏ, nhưng mà có một cái slide riêng thì em chơi nó hơi là màu đen luôn, màu đen nhiều trắng nhiều lại em muốn cái sự khác biệt chứ, nhưng mà nhiều người thì rất là em làm nó không thống nhất, thì em là cái trường hợp đó là mình có nói là nhiều hay không, rồi thì mình cứ hỏi nó là trên này hôm nay là có rất là nhiều người ta chia sẻ những cái slide màu anh kiểu như là làm em thấy là nếu mà mình dùng rất là đẹp, nhưng mà không biết là mình có nên sử dụng những cái slide đúng không, bởi vì là thuê là em vẫn thích làm những cái mà tự mình làm ra và có cái riêng mình không là sử dụng những cái đó. Ok, và hai con thì câu thứ nhất á, nếu mà em sự thống nhất thì nó dựa lên cái số lượng slide, nó sẽ thống nhất bao nhiêu cái slide là được, thì 80%, 90% cũng ok. Còn cái 10% còn lại á, cũng như em làm cái slide màu đen á, thì nó có thể là điểm nhấn. Nhưng mà quan trọng là mình nhấn chỗ nào, điểm nhấn thì là cái điểm quan trọng. Mà là nếu cái slide màu đen đó mà em nhấn được một cái điểm quan trọng, chẳng hạn như số tài khoản tổ chức là điểm chuyển vô, thì có em nhấn ngay chỗ slide cuối cái cảm ơn mọi người thì nó cũng không cần. Nhưng mà vậy thì cái slide mà màu đen đó, thì thứ nhất là chỉ lưu ý một cái thôi, là nếu đó là điểm nhấn thì nó sẽ phải nhấn đúng điểm, đúng không? Đó là nhấn đúng mà cái thấy là quan trọng nhất của toàn bộ cái bản và sao quay. Thứ hai ấy, là tại sao chọn màu đen, đúng không? Đây là đỏ đen trắng, ok ai cũng biết là nó phù hợp với nhau rồi, thì em chọn màu đen là ổn định. Nhưng mà trong trường hợp khác em muốn chọn một màu để mà nó làm điểm nhấn thì nó cũng nên nằm vào cái chuỗi màu này, lúc đó là cái color levels là cái chuyện thứ hai. Và cái chuyện thứ ba thì bài PowerPoint của em nó như một cái tác phẩm của em, tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm văn học gì đó, thành ra em luôn luôn có những cái nét riêng, thành ra em tuân thủ những cái nguyên tắc này tốt. Nếu em không tuân thủ cũng không sao, nhưng mà những nguyên tắc này chỉ giúp cho bài PowerPoint tốt hơn thôi. Nhưng mà dù không nhiều người khác có nói gì nhiều nữa thì mình vẫn coi đây là một cái tác phẩm của mình sẽ cố gắng mình cải thiện cho nó tốt hơn, nó đẹp hơn. Nhưng mà không có vấn đề gì nữa mà người ta có nhận xét là nó xấu một chút, xấu nhiều thì vấn đề nha, nhưng xấu một chút thì không sao. Và đây là cái này vẫn là tác phẩm của mình, nên mình cứ cố gắng tạo hình nó chứ đừng lo sợ là người này nói được thì nó xui, tại vì mỗi người có rất là nhiều cái phong cách khác nhau. Em nghĩ là người nói hôm nay ngày mai người khác nói người khác đó, là còn cố gắng nói nét riêng cho mình. Nguyên tắc thì chỉ là nguyên tắc thôi, cái đời còn sạch tươi hơn. Rồi cái câu hỏi thứ hai là về gì năm rồi cái slide mẫu chúng ta chia sẻ trên mạng rất nhiều cũng có nên sử dụng cái slide đó. Ok, tôi nhìn theo cái mục đích và cái thời gian,
Nhưng mà có một cái nguyên tắc mà không có được điều này, mà cái nó rất là quan trọng. Khi mà làm một cái slide, cố gắng dành nhiều thời gian cho nó. À, ở đây mình thấy chắc là nhiều khi mình làm có mấy tiếng đồng hồ trước khi mình design nè, và từ này nó không có tốt, mình cố gắng mình dành nhiều thời gian cho nó, mình chỉnh sửa đi mình sửa lại, bởi vì nó sẽ là cái bộ mặt của mình đó. Mình đây là mình cố gắng mình chỉnh sửa là nhiều. Và cái slide trên mạng á thì nó cũng tốt và nó giúp mình tiết kiệm được thời gian, mình làm mình nó nhanh hơn, tự mình có thể mình đặt. Nhưng mà slide trên mạng thì nếu mà mình dùng nguyên con 100% thì bản thân mình thấy cũng kỳ kỳ đó, thì sao xài hết của cái bài này. Điều thứ hai là nó cũng sẽ ảnh hưởng bản quyền nữa, thì nó cũng là một cái tác phẩm của họ, cho nên mình cố gắng nó tôn trọng bản quyền, mặc dù tình hình bản quyền ở Việt Nam hiện giờ nó hơi vấn đề, nhưng mà mình cố gắng mình tôn trọng, tự thân mình tôn trọng trước đã. Rồi em muốn làm tự em cái bài Tesla thì ok. Nhưng mà nếu mà nó mất quá nhiều thời gian thì em có thể tham khảo thì cũng sao hết, tham khảo nhưng mà nhớ là nhập phụ. Nếu mà mình lấy một cái ý nào đó của họ thì mình cố gắng nhập phụ, được không? Rồi mình tự mình làm thì càng tốt. Còn về cái cụ thể nó có nên dùng hay không á, là nghĩ là tùy trường hợp, và dùng như lời đã nói vậy thì đó là ý kiến của anh. Biết vậy em bỏ chứ. Rồi không biết cậu ăn không cậu hỏi gì. Dạ, cho em hỏi là cái bao con mà con cái gạch của con nhìn hết á, sau khi em muốn làm cái cung lên để viết chữ cho nó nổi lên khi lúc em còn đó, thì lúc mà em làm thì em có gặp một chút vấn đề về động cơ, huyết động cơ cả. Thì em có thể chỉ là đem được không? Thứ hai là lúc mà em dùng bao con em có sử dụng một số cái cung, ví dụ như là người ta dùng bao cung có 2-3 thì là con kết về một thành cái tròn mà. Tức là lúc mà mình phát triển ý mình có thể dùng các hiệu ứng về hình dạng thì okay. Lúc đó là nó thường không được gợi ý gì lắm thì không được gợi ý là những lần sao tức là ví dụ như là cái hiệu ứng hình dạng đó mình muốn thay đổi mà tức là đến lúc làm ra nó không được cố định như mình không muốn lúc em trình chiếu hả? Dạ. Lúc em trình chiếu là nó không có được mềm thì lúc trình chiếu mà nó không mềm thì nó nhiều lý do á. Một á là cái thao quan nó có thể là nó quá nặng, cái máy nó càng không nổi thì nó chạy đi, nó sẽ bị nó bị những cái gì hiện ngày. Còn đó là cái hiểu biết của em. Còn cái ý đồ gì thì đầu tiên là nó chế độ tương phản giữa cái khung mình làm sao để cái ảnh được đi. Ok, bây giờ mình ra cái bước thứ có cái độ tương phản nha. Đây cái này cũng có tương phản nha. Đảng đen. Rồi, qua cái kênh là tôi nhìn cái tên là người mặt. Đây nè. Xanh lắm, em thấy nó tương phản rõ ràng đúng không? Đó, thì cái yếu tố tương phản đó là như thế nào? Những cái màu á, nó sẽ phải, nó chỉ có hai thái cực thôi. Quá đen, hoặc là quá đắt đắt. Đó, thì mình nếu mình đưa cái màu nó kẹt về hai cái thái cực đó. Cái màu này về phía đen, màu cái màu chữ về phía trái ba lần lại thì mình sẽ đạt được cái điều về cái độ tương phản. Bây giờ mình lên cái color thử thôi chị. Rồi tiếp theo là cái rồi cái này là cái coi như là cái thời điểm của màu sắc cho mình có thể mình à, anh nói sẽ cô lên web cho này lên color lovers này. Ok thì đây mình xem ha. Cái này thì nó sẽ cho mình rất là nhiều cái khung màu, rất là nhiều khung màu, và những cái màu này nó sẽ đi kèm nhau, nói chung mình sẽ thấy nó rất là hài hòa. Rồi mình đi lên kia mình lên trên đi ha, lên trên em có cái channels. Rồi, những cái channel là những cái kênh màu thì những cái màu nào nó đi kèm với nhau thì nó sẽ phù hợp. Ví dụ như mình lấy một cái màu này, mình chuẩn biết mình đang ở trong cái đây cái palette của cái đêm là màu sắc nó cay đi. Chẳng hạn vậy, tại cái chủ này là nó sẽ trùng với nhau, nó sẽ đi với nhau, phối với nhau và nó sẽ phù hợp. Rồi em đi cái rồi em cái khác đi. Thì còn
trend đi, tạo ra cái trend, cái xu hướng màu của mình. Rồi, đây là những cái xu hướng màu hiện giờ nó đang nổi. Đó, để mình kiểm tra rồi, là cuối cùng mình lên sàn thế nào, dùng cái tổ chức màu hồng, mạng lưới tư vấn là nguyên cái chủ thế chẳng hạn. Rồi tổ chức của em là logo gì đó? Môi trường. Môi trường là màu xanh lá, đúng không? Xanh lá. Xanh lá nó nhiều, đó là nhiều thì đó. Thì bây giờ em muốn chụp màu được đúng không? Thì ví dụ như cái chỗ đây nè, cái lãnh hồ cái này đâu ta? Rồi, đây nè, thì em có thể dùng màu trắng với cái màu xanh đó là ok đúng không? Rồi em có thể dùng cái màu bên góc trái này, rồi em có thể chèn một cái màu nhạt, ví dụ như cái màu vàng đậm đấy đó, là đảm bảo em cái độ tương phản. Và nói chung em cứ chọn cho mình là như sau. Bây giờ màu thì có rất là nhiều đó, và cái độ sắc thái của nó rất là đa dạng nữa. Và nên mình cứ dựa theo những cái từ điển này để mà mình có cái màu hợp lý cho mình. Rồi, còn cái gì chưa rõ nữa? Nó nói cái này chuyên gia đã được bài sẵn, đã sẵn đúng không? Dạ đúng rồi. Anh phải có tí biết này. Dạ. Giờ bỏ màu cuối xuôi là không? Đúng rồi. Cái gì bỏ đó? Nó không kết hợp, nó phải có quyền lãng, nó là người ta. Thành ra là họ đưa lên sẵn sàng đó cho mình không? Mình cứ dạng dùng. Dạ. Rồi gì? Chị muốn hỏi là một bài bao coi thì bao nhiêu slide rất là vừa, với lại cái tỷ lệ chữ hình với lại cái chữ là bao nhiêu phần trăm thì nó là mỗi ưu tiên để được chụp ảnh. Dạ, theo em thì cái nó sẽ tùy phong cách của rất là nhiều người. Theo em á, phong cách của em là đơn giản, thành ra bao coi của em là nó hình ảnh chữ ít vậy thôi à. Và em xài hình trắng hết toàn bộ, không bao giờ em xài cái là phạm vi, tại vì nó rất khó để chèn ảnh. Cái ngày vậy, nhưng mà đó là một cách để thôi. Về slide ấy, thì nó tùy theo cái nội dung của mình cũng vậy. Dù như nội dung của hôm nay thì mình nắm trường hợp mười mấy hay một slide là vừa đó. Còn nếu mà mình có một cái buổi trình bày rất là dài, nguyên ngày thì mình sẽ làm dài hơn. Nhưng mà theo em thì tại vì slide thường thường mình sẽ gửi về cho đối tác họ xem nữa. Thành ra về cái buổi 20-30 slide là được rồi. Nếu mà nó còn dài hơn thì cố gắng cắt sang cái phần 2, bởi vì ai cầm sắp lên thì cũng mất hồn rồi, nhưng các bạn hỏi gì không thể ra xem được. Rồi dạ, cái đó là người ta không biết là nó giải quyết được cái câu hỏi của chị. Còn một số người khác thì họ sẽ có nhiều cái phong cách khác hơn. Anh thêm một xíu rồi, dạ, cái câu hỏi này rất là hay. Ngày hôm qua thì Linh có một cái nhóm của doanh nghiệp, họ hỗ trợ trong cái việc mà làm sao để nghe quỹ được và nói chuyện với doanh nghiệp đó. Thì cái bài trình bày của cái người kia của gia đình Linh 34.000, cái nhóm đó lúc lại còn 2 slide 34 slide, cái nhóm lúc cuối lại còn 2 slide mà đó là một cái trường hợp rất là nhanh như chuyên dân thì tay con mình rất là ít thời gian, nó tùy vào cái hoàn cảnh á. Thì cái đó là một cái chia sẻ thực tế mà Linh học được làm doanh nghiệp, họ có thời gian thì khi mà gặp anh CEO rồi mình chơi 34 slide thì chắc là rất là khó dù vậy thì trong cái hoàn cảnh đó thì là khác. Nếu trong hoàn cảnh em trình bày hội thảo một tí mấy cái hàng ví dụ thì nó là khác. Anh nói về cái số lượng slide nha, còn về cái nội dung trình bày thì anh không có tin. Nhưng mà cái số lượng slide thì anh thêm một cái kinh nghiệm mà anh vừa mới học được từ một cái người là trong doanh nghiệp hướng dẫn. Khi mà nhận doanh nghiệp thì một phần khác cái nào đâu có ít mà để mình cho mặt cho ít thời gian đó là thực tế. Còn giảng viên đại học thì mọi người thấy sao chuẩn giờ học nhưng mà chuẩn giờ biết cái gì mà thì mình xài mấy sai từ Windows 95 rồi xài từ đó tới giờ, nhưng mà chắc cũng được một cách mình cố gắng đi học với các bác chính phủ là bác copy từ một cái bác đó để được để vô hết rồi bạn đọc lại hết mình quạt một cái slide đó. Anh nhau thì đó nó thiệt thực tế rất là diễn ra như vậy, các bác có đi học lại biết bạn đang đọc câu hỏi. Anh lưu ý khi chụp slide có lưu ý không?
chuyển sang để con trai sẽ cái nhạc à dùng tính tính năng á, ví dụ như là chuyển rồi tự nhiên cái slide kéo lên quay cái đó quay lại rồi nó cũng tùy phong cách nhiều người nha, và nó tùy cái đối tượng của mình đó. Quan trọng nhất á, đối tượng quan trọng nhất mình trình bày ra. Bây giờ thì anh Sơn mà trình bày với bác chính phủ mà cho nó bay cái chiếc chiếc là một cái đó, thành nên là nếu mà mình đối với trẻ ok lâu lâu nó hiện lên hay là nó bay 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 lại thì nó cũng cũng có thể là tốt, và đặc biệt á là nó nên là dưới một cái ý nghĩa nào đó, chứ không phải chỉ nó bay qua là bay bay thôi. Ví dụ như là mình nói một cái slide là về một cái công coi như là mình nói chuyện với một cái công ty về tăng tẩu chẳng hạn, thì mình cho nó bay qua nó đuôi 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 chẳng hạn, thì cái chuyện đó thì nó phải có ý nghĩa đó. Còn nếu cho nó đuôi thôi thì đó rồi những cái khác, ví dụ như mình kể chuyện ma chẳng hạn cho nó hiện lên ngày dạy nó, thì nó là tùy theo cái ý nghĩa của mình muốn. Còn về cơ bản nhất thì theo như anh ấy, thì anh nói dùng được, thứ nhất là nó nhẹ, nó đỡ phải hiện lên rồi chúng ta người xem họ đỡ phải chờ lâu, rồi cái nói chung là họ quan tâm nội dung này, và thứ hai nữa là họ có hiểu được thì cái nội dung mình sẽ được quan tâm nhiều hơn, sẽ được người ta để ý nhiều hơn, hàng dạy ta hết theo quan điểm cá nhân thôi, em phải hiểu cố thì mới dùng hiểu được, xếp chữ rồi nó ra. Ba có câu hỏi gì nữa không? Không biết được online mình có câu hỏi gì hay gì không? Em chuyển qua PDF. Chuyển qua PDF thì cái cách chuyển đúng không chị? Nó cũng dễ thôi, em bật từ một cái trong gì? Bật cái đầu được có mọc quá nha. À có cái của anh mới gửi đó thì cái như cái này của em là nó bị lỗi form thì lúc này thì bây giờ PDF là phía trên bộ file rồi file mình save as rồi mình chỉnh cái loại save type chỉnh loại rồi và nhiều loại lắm thì mình có thể chọn PDF rồi đó xong luôn à, thì là xong gì rồi. PDF thì nó tiện để mình gửi mọi nơi, rồi cũng muốn cái chia sẻ luôn là nếu mà mình làm Word mình viết trên Word cho các bạn và nhiều khi nó bị lỗi về form này đó thì mình cứ chuyển sang PDF mình gửi cho đối tác, mà nó sẽ khó nếu mà đối tác còn phải chỉnh sửa. Rồi không biết mọi người còn câu hỏi nào nữa không? Và cái cách mà kèm cái phông nan thì kèm chữ đúng không? À thì phông nan đúng không? Giờ có nhiều phần mềm lắm nên nhiều phần mềm này ra. Em dùng cái của Adobe luôn á. Của Adobe à? Adobe. Rồi cái này là một cái phần mềm online nha. Mình nó là PIXLR tự nhiên tạo mà nó là của Adobe luôn. Adobe thì là cái hãng mà cái đó Photoshop đó, thì cái phần mềm này nó được cái là nó online, mình không có cần phải cài đặt của máy thì nó đỡ với mình điều kiện, thứ nhất nó cài vô thì nó mất lượng,
cài dùng được khi thành vô, không vô thì là mình vi phạm bản quyền đó, thì mình xài online là khỏe nhất. Rồi mình vô cái web app thì của editor ha, vô editor rồi vô editor. À, mình tạo một cái image mới, hay là mình open để bắt open một cái image và lấy một cái image nào đó cái này nhá. Cái đó có tiền chữ lên cho mấy cái khác chứ. Ok, lấy lại cái này được. Ôi, khó, mình lấy lại này nha. Rồi, lấy lại cái này nha. Rồi, các bạn đó là hình ảnh. Rồi, ok, hình ảnh này đẹp quá chứ. Chèn như vậy đó. Thì bây giờ là mình sẽ chèn một cái khung. Thôi, mình chèn một cái khung thì đây một cái công bố như thế này. Đây là thôi chuyện cái này không phức tạp. Xin lỗi nhé. Về cái cao hoàn đi. Chị đang cao hoàn rồi. Là cao hoàn cho anh em. Cái phải của anh nhé. Là ngay trong cao hoàn luôn. Rồi mình làm cao hoa cho nó đơn giản hơn nha. Mình cho em như một cái lấy cái hình số 3 đây. Đó, hình này được. Hình này cho em. Đây, hình dưới. Hình dưới hình này. Dưới ok. Đó, rồi ok. Giờ đây nha. Mình bỏ từ những cái phần khác đi nha. Bây giờ mình kéo một cái thằng ngang mình kéo cái shape kìa. Cái shape, rồi lấy cái shape. Vô. Rồi vô. Rồi kéo bên phía phải đi. Phía phải. Nhớ từ đầu từ dưới. Chè lên mở cái đầu này. Rồi. Đó. Okay. Gần đúng rồi. Rồi. Ok. Không. Em bật kéo thẳng lên. Em chịu cái góc ra. Rồi. Bây giờ kéo từ bên dưới xuống. Rồi. Đó. Được không? Không được. Kéo về cái khuôn đi. Cái khuôn luôn được. Làm lại. Rồi, bé anh. Bây giờ mình nhìn chữ lên. Đó, thì cái này coi như là mình làm một cái layer mới. Mình làm một cái nền, một cái miếng mới ở đây này. Rồi, chữ chữ thì mình chỉ biết mình gõ thôi ha. Nhưng mà một cái vấn đề mình quan tâm á, là cái độ mờ của cái miếng chèn lần này. Rồi cái này nó chỉnh cái góc rồi em đã đang chỉnh rồi cái rồi trên trên cầu thì không sao thì được rồi giờ kéo lại cái khung, kéo lại cái khung để chỉnh lại độ mờ rồi. Rồi rồi cái khung chèn đó. Bây giờ mình làm sao mình chỉnh cái độ mờ được. Mình vô đọc cái này. Mình lọc cái chỉnh em lấy cái dưới này. Đây ha, transparency ha. Mình tay lấy lên khoảng chừng cho 60% này. Đó, thì nó sẽ mờ đi. Mờ quá hả? Mờ quá thì mình chỉnh lại. Đó, chẳng hạn vậy. Thì mình thấy là nó mờ đi chút đỉnh. Còn mình muốn nó đậm hơn xíu nữa thì mình lại tăng cái mình lại giảm cái transparency xuống và cái độ đậm. Thì lúc đó là em đã chèn được rồi. Mình gõ cái chữ lên xong. Đang mình thao con đi ha, cho nó được nhỉ. Không mở luôn luôn nữa. Nhớ cái lần này khi mốt cục được kia mà sao em nó cũng chia ba gì đây nè, nó bắt đầu từ rồi này
cái tàu ổng á là nằm ngay cái ranh giới thì như ta tại vì cái người là quá là tâm xứ cái người ông tâm là hai bên thành ra là cái đường lành của chi ba nó sẽ chiên ngay giữa luôn đó đường lành của chi ba là nó sẽ nghiêng chiên ngay giữa cái đường tàu xuống xong cái đường sau đó là một cái đường đường ở bên này đó một đường bên này đó thành ra cái hình này nó sẽ là cân đối nhưng mà cái hình này đối với theo em ấy, thì nó cũng chưa phải là tuyệt đối nhất thường nếu mà tốt nhất á thì cái khoảng không đây này nó sẽ phải nằm ở phía bên này cái khoảng từ đây này nó sẽ nằm ở phía bên này thường cảm thấy dễ chịu hơn tại vì cái hướng nhìn mặt đúng không cái hướng mặt nó được mở đấy chính như cái nguyên tắc công việc là như vậy nếu mà người bỏ và xoay xe theo hướng này và mình chụp cái khung hình ngay đây thì nhìn thấy nó khó chịu hơn rồi là con tâm lý nó sẽ thấy như vậy thì nó cũng là cái nguyên tắc là gì không rồi khi mà mình bên này cái khung này mình cũng sẽ theo cái lối đi bài đó và cái mọi người còn có hỏi gì không sau buổi hôm nay thì chắc là mình cũng sẽ có group Facebook không ạ còn một cái group hơn nữa ha rồi thì mình sẽ cùng với cái group hôm bữa đó cái group hôm trước thì cho cái buổi trên bài đi thì mọi người cũng sẽ cứ đặt cái vào cái group đó có vấn đề gì về cái thiết kế đó mọi người cứ hỏi thì team của mình sẽ trả lời cố gắng làm sao mình ra được cái PowerPoint nó hoàn nhưng mà một cái nữa khi mà mình làm PowerPoint đó mà mình làm nó kỳ công đúng rồi lựa hình lựa ảnh rồi là đủ thứ hết thì nhiều khi á mình ký tên các khách hàng cũng là tốt nếu mà cái PowerPoint mà mình xài nhiều lần mình xài nhiều lần thì mình có thể làm một cái dạng như ký tên copyright gì đó để nói chung là nó làm cho mọi người thấy được cái này là cái sản phẩm của mình thế thôi đó thì mọi người cứ cân nhắc từ cái chỗ đó rồi đối với PowerPoint đó nếu mà mình sử dụng thì mình nhiều khi mình cũng cần phải có cái file của mình có một cái dòng nguồn mình dùng cái hình từ cái nguồn nào mình cũng nên lưu lại để mình dòng nguồn đặc biệt là những cái nguồn nào lớn thì khi người ta sẽ có những cái hình có bản quyền như này mình biết là mình lấy được nguồn nào cho bản thân của mình nó sẽ tốt hơn điều kiện bên đây đây bản quyền khi mình chưa nổi tiếng thì cho mà hôm nay lại gặp biết đâu hôm nay trong bài thì bài em cũng trở thành nhân vật nổi tiếng nên là có anh bản quyền chứ yeah. Còn nếu không có câu hỏi nào nữa thì cảm ơn mọi người đã tham gia vào buổi hôm nay. Cảm ơn mấy bạn online luôn. Chào tất cả mọi người. Sẽ như cập nhật mấy cái hoạt động mà đối của Linh thì cái ngày thì, thứ ba thì chắc là cho một cái nhóm nhỏ các bạn nào mà có tham dự cái buổi mà về soạn thảo cái bản gọi là đạo đức trong cây quỷ thì cái buổi đó nó có một cái nhóm hành động về cây quỷ họ sẽ họp trong cái thứ ba tuần sau và thứ năm tuần sau thì có cái cà phê phi lợi nhuận rất hay có cô trưởng đại diện của tổ chức IBF cô Luna sẽ trình bày về một cái vấn đề về bình đẳng trong phi lợi nhuận mà có sự tham gia của đối tượng thụ hưởng của tổ chức và cái góc nhìn của cái nhà tài trợ buổi đó cũng là cái buổi mà Linh sẽ chính thức kêu gọi cái phần tài trợ vòng một của quỹ rút ngắn khoảng cách luôn. Thì nếu mà các bạn có thể tham dự được thì các bạn đăng ký cái thông tin đã được gửi cho các đối tác cũng như trên cái Facebook của Linh các bạn có thể đăng ký hoặc là đăng ký liền cho mình anh ở đây các bạn vui lòng tìm cái bảng giá trong cái buổi hôm nay tới đây là hai cái webinar mà Linh được tài trợ bởi TechSoup thông qua cái tổ chức Vietnet ICT thì qua cái những cái bản lượng giá này thì Linh sẽ cân nhắc trong cái việc mà có tiếp tục tổ chức webinar nữa hay không do cũng chấm dứt cái dự án liên quan tới webinar rồi.
đó. Thì còn nếu như mà bên này có tổ chức nữa thì sẽ thông tin lại cho các anh chị và các bạn. Rất là cảm ơn các bạn đã tham gia cái buổi ngày hôm nay, và hy vọng là chúng ta có thể đạt được cái PowerPoint tốt hơn. Thực sự có một vài cái anh học rất là nhiều mà xưa giờ mình cũng không tưởng tượng được, vì xưa khoái cái chữ màu đỏ, cái nền màu trắng, cái chữ màu đỏ cho nó nổi đập cua mắt liền, nhưng mà đến khi mình sử dụng cái hình cái nó chổi, rồi có khi mình chiếu lên cái mình nó thấy là tự nhiên sau mình chiếu lên nó mờ căm, cái chữ nó mờ căm, mặc dù trong nhìn trong máy thì nó ra rất là nhỏ, cái lỗi dễ dàng gặp nhất, nhìn trong máy rõ lắm, nhưng mà chiếu lên cái tự nhiên nó mờ căm do mình không có đi theo cái cấu trúc nền đó của cái web mình hay đưa ra cái màu rất là hay. Để hy vọng các bạn học được rất là nhiều. Những người dùng công nghệ như chị Trâm nên là cũng đặt những câu hỏi rất là vớ vẩn như PDF, trời ơi cái đó ai cũng biết rồi mà chỉ còn đọc được nữa. Thì đúng là cái nội dung của hội thảo hôm nay dành cho những người dùng công nghệ như vậy. Và thật sự là mỗi người chúng ta cũng có cái lùn nào đó ở trong công nghệ chứ không phải không. Để cho một cái bài trình bày rất là tốt. Tiến thì xin cảm ơn Tiến và Victor đã hỗ trợ Linh trong hai cái hội thảo vừa rồi. Xin các anh chị cho một tràng pháo tay nữa. Chúng ta có thể giao lưu với nhau. Mình cập nhật trên website luôn ạ. Thank you.